này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo file PDF từ Word, Excel, PowerPoint chỉ cho xem và in, không cho phép sao chép chỉnh sửa nội dung. Trước tiên các bạn vào link sau đây để tải phần mềm máy in PDF. Chọn tải xuống. Rồi, sau khi tải xong thì ta mở hiển thị với một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải nén. Chắc nhiều. Rồi, ở đây chúng ta nhấp vào file Nova BB để cài đặt. Chúng ta có thể chọn tiếng Việt. Kéo xuống đánh dấu vào một chữ Việt. Rồi ta chờ. Cài xong, khởi động máy ngay, chọn không rồi sẽ khởi động sau. Sau khi tải xong thì cài xong, rồi tới phiên phần cài đặt máy in. Chúng ta có thể vào. Rồi bây giờ ở trong cái hôm mục vừa tải là có cái file key, các bạn mở nó lên. Đây có số CK để chúng ta vẽ khóa, chúng ta đăng ký, rồi chúng ta hạ xuống để ở dưới. Giờ mở một trang Word trống, mở chương trình Word. Rồi các bạn chọn in. Đây. Thì sau khi các bạn chọn cài xong thì trong máy của các bạn sẽ xuất hiện ra cái máy in, một cái máy in tên là Nova PDF R7. Các bạn chọn vào máy in này. Sau đó chọn in Property. Rồi. Chọn mục V. Tại đây chúng ta sẽ thực hiện đăng ký. Chọn đăng ký. Lúc này các bạn mở lại cái file key. Copy tên vào đây. Rồi, copy số series. Dán vào đây. Rồi, bản quyền đã đăng ký thành công. Lúc này các bạn sẽ được mở full chức năng của Nova. Bước kế tiếp ta sẽ đặt bảo mật cho file PDF, tức là bất kỳ cái file nào chúng ta muốn in ra ở máy in này đều được bảo mật. Chúng ta chọn bảo mật tại một mức độ bảo mật thì ở đây mình sẽ chọn là mức độ là tối đa 128 bit. Như vậy thì ai mà muốn bẻ khóa hay là muốn giải mã cái password của cái file PDF này thì cũng hơi khó khăn đấy. Rồi.
Rồi thì ở đây cái tùy chọn, nếu ta muốn cho cái file PDF này khi người ta xem á, khi người ta xem mà người ta được in ra thì ta chọn in, hoặc là người ta có thể sao chép thì ta chọn đến cho sửa chữa. Còn ở đây chúng ta chỉ cho phép là xem và in đó thôi, thì ta sẽ đánh vào mục xem và in này. Rồi cái mật khẩu này là mật khẩu người dùng, tức là khi người ta muốn, mình muốn đặt mật khẩu khi mà người khác muốn mở lên coi phải có mật khẩu này mới xem được. Thông thường thì này ta bỏ trống, tức là cho người ta xem. Còn cái mã này tức là mật mã để chỉnh sửa file PDF, cái này ta cần phải đặt. Thì ở đây các bạn muốn đặt gì đó mấy bạn đặt. Rồi thì ngoài ra ta có thể tạo chữ ký này, chữ ký điện tử này nọ các thứ. Các bạn tự tìm hiểu thêm, tôi chỉ hướng dẫn ở phần bảo mật thôi. Ở đó ta chọn OK. Rồi bây giờ tôi sẽ thử mở một cái file Word nào đó chẳng hạn. Đây. Rồi. Và sau đó tôi sẽ chọn in. Rồi, ở chỗ máy in này ta chọn là máy in PDF. Rồi, bây giờ tôi sẽ in một trang. Nhấn in. Lúc này in PDF sẽ xuất hiện và hỏi ta muốn lưu cái file PDF này ở đâu. Thì các bạn chọn là lưu. Ở đây ta chọn document đi. Rồi, ta chọn ở đây. Là sale. Rồi bây giờ nó sẽ chọn OK và chờ. Sau khi nó tạo xong file PDF thì chương trình sẽ tự động mở file PDF cho chúng ta xem thử. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác copy cho được không ạ? Không ha, nó đòi một mật khẩu nè, không cho phép ha. Rồi bây giờ mình thử, mình tô đen và mình nhấn Ctrl C nè, rồi mình dán ra. Không được ha, cái này là cái cũ của mình nãy mình copy ha, là không thực hiện được gì cả. Như vậy là quá trình tạo PDF bảo mật cao đã xong, chúc các bạn thành công.